Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Làm sao để Sài Gòn trở lại là Hòn Ngọc Biển Đông Ngày 4 tháng 3, AFA Tiếng Việt có bài Sài Gòn Hòn Ngọc Biển Đông, làm sao để có lại AFA nhắc đến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong hội thảo tham vấn quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh Thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 diễn ra tại Hà Nội ngày 28 tháng 2. Ông Dũng khẳng định Sài Gòn sẽ phát triển bứt phá, xứng đáng quay lại vị trí Hòn Ngọc Viễn Đông. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn ý kiến của nhà báo Nguyễn Ngọc Dà cho rằng Hòn Ngọc Viễn Đông là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Nó chấm dứt vào năm 1976 là năm mà Sài Gòn chính thức bị xóa tên và thay bằng thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, khi mà Sài Gòn mất, tức là Hòn Ngọc Viễn Đông cũng mất và văn hóa của Sài Gòn xưa đã bị triệt dần. Trong tên gọi Hòn Ngọc Viễn Đông, nó mang đầy đủ các yếu tố chính trị và thời cuộc. Bây giờ, muốn làm sống lại Hòn Ngọc Viễn Đông thì phải trả lại tên Sài Gòn. Đó là điều kiện căn bản nhất và quan trọng nhất. Thứ hai, muốn làm cho Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông sống lại, tức là phải làm cho văn hóa Sài Gòn xưa sống lại. Trong khi đó, văn hóa hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước được gọi tên là văn hóa xã hội chủ nghĩa đối với quan sát của cá nhân tôi, thì có thể gói gọn trong một chữ vô văn hóa trải dài trên mọi lĩnh vực từ kinh doanh, giáo dục, y tế cho đến du lịch, du học, xuất khẩu lao động. Và đây là hình bến Bạch Đằng bị đổi thành ga tàu thủy Bạch Đằng, một cách sử dụng ngôn ngữ tùy tiện đã bị người dân và giới trí thức phản đối. AFA cũng dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói rằng, trải qua sự thăng trầm của đất nước, dù bất cứ thể chế nào, bất cứ chế độ chính trị nào, Sài Gòn vẫn là trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật của đất nước. Nhưng 49 năm qua, Sài Gòn đã mất đi vai trò và vị trí của nó. Năm 1975, nhìn sang các nước Đông Nam Á như Singapore, Kuala Lumpur của Malaysia, Manila của Philippines thì thấy họ không là gì so với Sài Gòn lúc đó. Nhưng ngày nay, Manila, Singapore, Kuala Lumpur đã vươn lên một cách thần kỳ. Bao giờ Sài Gòn đuổi kịp? Muốn đưa Sài Gòn trở lại Hòn Ngọc Biển Đông thì phải trao cho Sài Gòn cái vai trò tự thân của nó để nó phát triển. Còn nếu làm cho 100 đồng mà chỉ được hưởng 23 đồng, còn tất cả phải nộp về Trung ương, thì xin lỗi, 100 năm nữa, Sài Gòn cũng không là Hòn Ngọc Viễn Đông, mà nó là một cái gì đó ở Việt Nam và ở khu vực Đông Nam Á. Ông Đinh Kim Phúc nói thêm, ngày xưa Việt Nam bị thực dân Pháp đô hộ, nhưng vẫn phát triển thành Hòn Ngọc Viễn Đông là do có tự do, dân chủ. Và đây là hình nét đẹp Sài Gòn xưa, nay đã mất. AFA nhắc lại phát biểu của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cố phó chủ tịch nước Việt Nam tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh năm 1988 cho rằng Dân chủ là thế mạnh của chúng ta, nhưng khi giành chính quyền trọn vẹn, chúng ta lại làm xói mòn thế mạnh này. Tất cả vấn đề là phải đấu tranh để thực hiện. Cuộc đấu tranh này không giống cuộc đấu tranh đối kháng với địch trước đây, nhưng cũng phải diễn ra quyết liệt bởi lẽ dân chủ không thể có bằng sự ban ơn mà bằng sự đấu tranh. Nhưng ai chỉ ra, thực tế cho thấy nhiều người trong nước chỉ vì bày tỏ ý kiến thẳng thắn trước những vấn đề xã hội đã bị cáo buộc theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Còn ở mức độ nặng hơn là Điều 117 Bộ Luật Hình Sự về tội làm, tàn trữ, phát tán, hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai điều luật này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ và cơ quan chức năng lạm dụng để dập tắt các tiếng nói chỉ trích chính quyền một cách ôn hòa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Làm sao để Sài Gòn trở lại là Hòn Ngọc Viễn Đông? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Máy bay Comac sẽ khó thâm nhập thị trường hàng không dù giá rẻ. Ngày 5 tháng 3, VOA tiếng Việt cho hay, chuyên gia Mỹ Comac của Trung Quốc sẽ khó thâm nhập thị trường hàng không. Theo đó, một chuyên gia tư vấn hàng không Mỹ nêu nhận định với VOA rằng thị trường hàng không rất khó thâm nhập cho những tên tuổi mới và việc này đối với tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc, viết tắt Comac, thì càng khó khăn hơn. VOA dẫn lời ông Bob Mann, chủ tịch công ty tư vấn hàng không RW Mann and Company có trụ sở tại Mỹ cho biết, Comac sẽ gặp phải các thách thức trong việc thâm nhập thị trường vì thiếu thành tích về độ tin cậy của độ bay và sự hạn chế trong dịch vụ hỗ trợ sản phẩm giữa các tập đoàn này vừa ra mắt và bay trình diễn hai mẫu máy bay mới tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn trang của hàng không Sài Gòn cho hay hai máy bay C919 và AAJ21 của Comac vừa rời sân bay Tân Sơn Nhất và đến Viên Trăng tại Lào ngày 3 tháng 3 để tiếp tục trình diễn tại các quốc gia Đông Nam Á. Sau khi triển lãm tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 2, hai chiếc máy bay của Comac đã bay trải nghiệm đến Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo. Chuyên gia hàng không Mỹ nêu điển hình hai công ty tầm cỡ Nhật và Nga đã phải từ bỏ các dự án máy bay thương mại trước đây. Đó là công ty Mitsubishi của Nhật và chương trình Sukhoi Superjet 100 của Nga. Ông Mann cho rằng, thậm chí ngay cả các hãng Airbus, Boeing và Embraer cũng gặp phải những khó khăn tương tự. VOA cho biết máy bay C-919 của Trung Quốc ra mắt quốc tế tại triển lãm hàng không Singapore vào cuối tháng 2, thu hút đông đảo du khách và hàng trăm đơn đặt hàng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng nó vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể cạnh tranh với các máy bay dẫn đầu thị trường như Boeing và Airbus. Và đây là hình máy bay C-919 của Comac. VOA cũng cho biết tập đoàn Comac đến nay đã nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng cho dòng máy bay C-919 chủ yếu từ các hãng hàng không Trung Quốc. Việc thiếu chứng nhận quốc tế khiến máy bay này không thể hoạt động thương mại. Ở hầu hết các quốc gia chưa công nhận chứng nhận của cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc. VOA lấy nguồn từ truyền thông trong nước cho hay, ngày 2 tháng 3, COMEC và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn đã tổ chức chuyến bay trải nghiệm tuyến thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho hành khách Việt Nam, tổng cộng 50 người trên máy bay phản lực hai động cơ ARJ-21. VOA dẫn cảm nhận của bà Đỗ Hương Lan viết trên Facebook sau chuyến bay này. Cảm nhận cá nhân thấy máy bay nhỏ nhưng rất êm, chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái. Theo VOA, tuổi trẻ online dẫn lời ông Hà Tuấn Minh, giám đốc công ty Winner, doanh nghiệp lữ hành chuyên đón các đoàn du khách từ Trung Quốc, Đài Loan sang Phú Quốc, nhận xét rằng máy bay ARJ-21 vận hành êm ái, không ồn. Và đây là hình máy bay ARJ-21 của Comet. Trước mắt, tôi thấy người Trung Quốc đón nhận máy bay này khá tốt. Trong tương lai, nếu máy bay khô mạc được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, có thể tôi sẽ cân nhắc thuê máy bay của họ để đưa khách ra Phú Quốc du lịch, ông Minh nói. Vẫn theo VOA, ngày 29 tháng 2, khô mạc trình diễn chuyến bay chặn thành phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh chở 60 hành khách trên máy bay thương mại ARG-21. VOA cũng dẫn nhận xét của ông Phan Bùi Huy, một người làm việc trong ngành hàng không, viết trên Facebook ngày 3 tháng 3. Các máy bay này thực chất chỉ có vỏ là do Trung Quốc chế tạo, còn lại động cơ và các thiết bị đều của các công ty của Mỹ và các nước tư bản khác. VOA cũng cho biết thêm, truyền thông trong nước cho rằng, với giá bán chỉ bằng 3 phần tư so với mẫu tương đương của hãng Airbus hay Boeing, hãng Comac tham vọng có thể nhận được đơn đặt hàng C919 của các hãng hàng không Việt Nam và Đông Nam Á. Hãng cũng dự định sẽ dùng máy bay này để khai thác các tuyến du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Máy bay khô sẽ khó thâm nhập thị trường hàng không dù giá rẻ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới